Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của thần y Võ Hoàng Yên ở đâu và sống thế nào sau khi bị vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Võ Hoàng Yên là một người hành nghề khám chữa bệnh cho các bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền. Ông được quảng bá với khả năng chữa bệnh câm điếc, bại liệt do tai biến bằng phương pháp khí công, bấm huyệt. Vào năm 2021, ông đã bị nhiều bệnh nhân tố giác vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người bệnh bằng tiền phí lên tới hàng tỷ đồng. Cũng theo các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Ngãi thì những bệnh nhân được ông Yên chữa chưa có ai khỏi bệnh. Võ Hoàng Yên sinh ngày 1 tháng 1 năm 1975 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi còn nhỏ, ông đã được gửi vào chùa Hưng Nghĩa Tự, thị trấn Cái Nước. Ở đó, ông được các thượng tọa chỉ dạy cách trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau đó, Võ Hoàng Yên được ở các chùa khác để ăn học. Trong thời gian này, ông được học và thực hành nhiều cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau nhiều năm bôn ba với nghề khám bệnh, bốc thuốc, ông đã học được các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành đề tài riêng trên nền tảng của mình. Từ ngày 10 tháng 1 năm 2011, ông Yên được chuyển hộ khẩu thường trú từ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đến thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ông Võ Hoàng Yên có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y sĩ y học cổ truyền do Trường Trung cấp Y tế Tuệ Tĩnh Thanh Hóa cấp ngày 14 tháng 7 năm 2017. Sau khi tốt nghiệp, ông Yên đến Trung tâm Y tế Hàm Tân, Bình Thuận, thực hành khám chữa bệnh tại khoa y học cổ truyền do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn từ 20 tháng 9 năm 2017 đến 20 tháng 9 năm 2018. Kết thúc thời gian học, ông được Trung tâm Y tế Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành chuyên môn, khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Ông cũng được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề số 4390 BTHCCHN ngày 8 tháng 11 năm 2018 với phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền được Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động. Nơi Võ Hoàng Yên đăng ký làm việc là Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, huyện Tánh Linh và Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Tại cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự, ông Yên làm việc từ ngày 20 đến ngày 30 hàng tháng và bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 đến nay. Còn tại phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự, ông Yên tham gia làm việc từ ngày 10 đến ngày 20 hàng tháng và bắt đầu từ tháng 1 năm 2019 đến nay. Ngoài ra, Võ Hoàng Yên còn là giám đốc công ty cổ phần Phú Bình Yên, chuyên sản xuất và trồng cao su ở thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ban đầu, Võ Hoàng Yên được biết đến là người thường chữa bệnh cho các bệnh nhân bằng phương pháp bấm huyệt và nhiều phương pháp khác. Từ trước tháng 7 năm 2011, do ông Yên chưa có giấy phép hành nghề nên ông chỉ chữa bệnh ở những chùa, nhà dân rộng rãi, đối tượng chữa bệnh là người dân và cách chữa bệnh mang tính từ thiện, miễn phí cho bệnh nhân. Võ Hoàng Yên nói mình chỉ trị bệnh theo phương pháp khoa học cổ truyền, không hề có yếu tố thần thánh gì cả. Ông khẳng định mình đang khám và chữa bệnh theo phương pháp thông thường của Đông y, tức khai thông huyệt đạo mang tính khoa học rõ ràng, trong đó có cái của riêng ông do trải nghiệm trước đây. Trong quá trình trị bệnh, ông chỉ giúp bệnh nhân sửa lại khiếm khuyết bằng phương pháp khai thông huyệt đạo trên cơ sở khoa học. Trong 2 năm 2009 và 2010, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước đã ra hai quyết định xử phạt hành chính đối với ông Yên với số tiền 6 triệu đồng vì hành nghề khám chữa bệnh không có giấy phép. Ngày 9 tháng 6 năm 2011, vì ông vẫn chưa có giấy phép khám chữa bệnh nên Phòng Y tế huyện Cái Nước đã phạt hành chính ông lần thứ 3. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, Võ Hoàng Yên đã bị vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Dù 4 ngày sau đó ông Yên đã xin được gửi trả lại số tiền trên, vợ chồng ông Dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ tố cáo, vạch trần bộ mặt thật của ông ra cho tới cùng. Cũng trong tháng 3 cùng năm, Võ Hoàng Yên đã bị tố dàn cảnh chữa bệnh không đúng pháp luật, thu tiền của bệnh nhân dù không chữa được bệnh. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Sở Y tế Bình Thuận ra quyết định thu hồi giấy phép khám chữa bệnh của cơ sở Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, do bà Lê Thị Thu Hương, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, có đơn xin dừng hoạt động. Theo bà Hương thì từ ngày được Sở Y tế cấp phép đến nay cơ sở không hoạt động, cùng với đó là việc Quảng Ngãi cũng dừng việc mời, cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vì lý do phương pháp chữa bệnh không khoa học và có dấu hiệu lừa dối, gây hại cho người bệnh. Ngày 9 tháng 4 năm 2021, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã ký quyết định hủy bỏ khen thưởng đối với ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự mà tỉnh này đã ký ban hành trước đó. Dựa trên lời kể và tố cáo của nhiều nhân chứng được thần y Võ Hoàng Yên chữa bệnh thì họ đều cho rằng Võ Hoàng Yên là một kẻ lừa đảo. Năm 2021, dư luận cả nước phát sốt trước vụ kiện tụng của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng với thần y Võ Hoàng Yên.
Vào tháng 3 năm 2021, bà Hằng nộp đơn tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng nữ CEO đề nghị cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố ông Võ Hoàng Yên cùng các đồng phạm, đồng thời truy thu 152 tỷ đồng trả lại cho mình. Cũng trong thời gian kiện tụng này, nhiều thông tin được vợ chồng ông Dũng Lò Vôi chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng từ đây, chuyện ông Võ Hoàng Yên là lang băm dần được phanh phui. Liên tiếp sau đó, nhiều người nổi tiếng bị bà Hằng gọi tên vì có liên quan đến ông Yên hay vấn đề từ thiện. Chuyện này dẫn đến về sau nữ CEO bị nhiều cá nhân tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương. Ngược lại, bà Hằng cũng tố cáo nhiều người đến cơ quan công an các tỉnh, thành phố. Về phần ông Võ Hoàng Yên, người này không thừa nhận việc lừa đảo như tố cáo của bà Hằng, khẳng định mình chưa bao giờ xin hay mượn tiền từ đối phương. Theo thần y, số tiền vợ chồng bà Hằng chuyển đều là tình thương dành cho mình. Sau quá trình điều tra, xác minh, đầu năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận không khởi tố vụ án hình sự với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng về tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thông báo chính thức phát đi từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên dùng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Vì vậy mà cơ quan này xác định việc bà Hằng tố cáo không có dấu hiệu tội phạm. Chuyện cũ đã qua nhiều năm, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến dư luận phải bàn tán. Cách đây không lâu, bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn, trở lại cuộc sống bình thường, vụ việc lại một lần nữa bị đưa ra. Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất là, hiện ông Võ Hoàng Yên sống thế nào và ở đâu? Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau vụ kiện ầm ĩ với vợ chồng CEO Đại Nam, ông Võ Hoàng Yên như mất tích hoàn toàn trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, cũng không còn hành nghề y như trước. Thông tin hiếm hoi liên quan đến thần y này xuất hiện trên báo chí là vào hồi tháng 4 năm 2024. Cụ thể, nhiều trang tin, tờ báo đưa tin về việc tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi khu đất hơn 18.000m2 từng giao cho ông Võ Hoàng Yên để làm trung tâm chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện tại Hà Tĩnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ, thương mại nên khu đất này vẫn còn bỏ hoang. Còn việc ông Võ Hoàng Yên hiện ở đâu, ra sao vẫn là bí ẩn với dư luận. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để luôn